đây là một sản phẩm rất quan trọng, một video rất quan trọng mà nhớ phải giữ gì cẩn thận, không được làm xước, không được làm hỏng, không được bẻ. Nhớ chưa? Em nhớ rồi. Nhớ chưa? Em nhớ rồi. Nhớ chưa? Em nhớ rồi. Vậy thì đó là chiếc máy nào mà nó lại khiến cho anh Huy trở nên căng thẳng đến như vậy? Thì ngày hôm nay xin giới thiệu với anh em, đây chính là chiếc Surface Duo mà mình có mượn được. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trên tay và đánh giá nhanh chiếc máy này, cũng như là bẻ thử nó để xem là nó có bị gãy hay không nhé. Vậy thì anh em đã sẵn sàng chưa? Bắt đầu thôi. Anh em ơi! Trước khi bắt đầu video ngày hôm nay thì mình xin gửi lời cảm ơn tới Surface Việt đã hỗ trợ mình sản phẩm để có thể thực hiện được video này. Và nếu như anh em nào đang quan tâm cũng như là muốn mua những sản phẩm về Surface với mức giá phải chăng thì mình sẽ để cho anh em đường link ở phía bên dưới để cho anh em có thể tham khảo thêm. Và nếu như mà anh em nào muốn gọi là trội hơn nữa và anh em muốn mua chiếc máy này thì anh em cứ tham khảo đường link phía bên dưới nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với nhân vật chính của chúng ta trong video ngày hôm nay. Thế thì đầu tiên chúng ta hãy nói về thiết kế của chiếc máy này. Thú thật với anh em ấy, thì khi mà mình nhìn cái máy này trên ảnh thôi thì mình đã nghĩ rằng nó sẽ là một cái thiết bị rất là to, giống như là một cái chiếc máy tính bảng. Thế nhưng mà khi mà mình cầm trên tay thì thực sự là nó vô cùng nhỏ gọn, nó rất là nhỏ gọn và anh em hoàn toàn có thể gập ra, gập vào rất là thoải mái. Và với một kích thước như thế này thì anh em hoàn toàn có thể đút nó vào trong túi quần hoặc là vào trong ba lô để mang đi học, mang đi làm vân vân. Và thực sự thì mỏng manh thế này thôi, thế nhưng mà nó cực kỳ là chắc chắn. Bên cạnh đó thì với cái phần bản lề này thì Microsoft họ đã thiết kế để giúp cho anh em có thể gập ra gập vào lên tới là 360 độ. Có nghĩa là khi mà anh em sử dụng cái máy ấy, thì anh em không chỉ sử dụng như thế này mà anh em có thể gập vào đấy, như thế này nữa. Nó rất là tiện lợi. Và mình không biết rằng đội ngũ thiết kế của Microsoft họ đã nghĩ cái gì, họ đã ăn cái gì mà họ lại có thể thiết kế ra một cái phần bản lề thông minh như này. Cụ thể là cái phần bản lề này ấy, nó sẽ không giống như là ở trên chiếc Samsung Galaxy Fold. Samsung Galaxy Fold thì anh em sẽ thấy rằng nó sẽ có nguyên cả một cái cục ở cái phía lưng của máy ấy, thì nó sẽ khiến cho cái phần bản lề nó bị thô. Thế nhưng mà đối với lại chiếc Surface Duo này thì nó lại không làm cho cái máy của chúng ta trở nên bị thô cứng, mà ngược lại nó nhìn rất là cân đối. Đó. Thế nhưng mà tất nhiên cái gì cũng phải có đánh đổi. Và với một kiểu thiết kế như thế này thì chúng ta cần phải chấp nhận một cái sự thật, đó chính là anh em sẽ có nguyên một cái dải nó chạy dọc thẳng thân máy như thế này. Và thực ra nó không có hại gì đâu, bởi vì là về cơ bản cái máy nó rất chắc chắn. Tuy nhiên thì khi mà anh em xem video, khi mà anh em xem phim ấy, thì là chúng ta sẽ có nguyên một cái đường thẳng nó chạy dọc quanh thân máy như này. Và tất nhiên nó sẽ ảnh hưởng tới cái trải nghiệm của anh em. Và với chiếc máy này thì mình xin chia sẻ luôn với anh em, chúng ta không chỉ có một, không chỉ có hai, mà chúng ta có tới 4 cách để có thể sử dụng chiếc Surface Duo. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu đó sẽ là những cách gì nhá. Thế thì với cách đầu tiên ấy, đó chính là theo cái dạng là quyển sách. Cụ thể là anh em có thể sử dụng nó như thế này, nhìn nó rất là giống Kakashi đang đọc sách đúng không ạ? Và nhìn nó rất là giống một cái quyển sổ, một quyển sách nhỏ nhỏ. Và anh em có thể sử dụng cái máy này, bên này thì anh em đọc sách và bên này thì anh em sử dụng Gmail cũng được. Còn cách thứ hai đó chính là chúng ta có thể sử dụng máy theo dạng là dọc. Cụ thể là nếu như mà anh em nào hay rep Gmail hoặc là hay ghi chú nhiều ấy, thì ở phần trên này nó sẽ là cái phần nội dung. Còn ở phần dưới này anh em có thể sử dụng nó để có thể gõ bàn phím rất là tiện lợi. Và nó sẽ phù hợp đối với anh em nào mà hay phải trả lời tin nhắn, hay phải trả lời email, hoặc là thích ghi chú giống như mình. Và cũng chính bởi vì là nó có cái phần bản lề được gập 360 độ, thành ra là anh em có thể gập nó lại như thế này. Đó, để chúng ta có thể là xem phim, để chúng ta có thể là xem vừa xem phim vừa ăn, nó cũng sẽ rất là dễ dàng. Và anh em cứ yên tâm, bởi vì như mình đã nói, cái phần bản lề này nó vô cùng là chắc chắn. Và cách cuối cùng, thế nào, cách cuối cùng nó là cái gì nhỉ? Trên mẹ quên mất bản. Đúng rồi. Và cách thứ tư, đó chính là anh em có thể sử dụng nó bằng một tay. Tất nhiên, khi mà mình cầm trên tay cái máy này, mình đã biết ngay đây là một chiếc máy được sinh ra để sử dụng hai màn hình. Thế nhưng mà tất nhiên anh em vẫn có thể sử dụng một màn hình cũng được. Cụ thể là cách làm nó sẽ như sau. Anh em hãy gập hết cái Surface Duo này vào. Sau đó thì máy nó sẽ tự động chuyển sang một cái màn hình cho anh em. Đây, cụ thể là như này. Và anh em có thể sử dụng nó bằng một tay. Và cái phần mà anh em không dùng ấy, thì nó sẽ đen đen như thế này. Và nếu như mà anh em muốn chuyển màn hình, anh em chỉ cần bấm Double Tap
Đó là nó sẽ hiện ra cái phần màn hình kia cho anh em. Nhìn chung về cái phần thiết kế thì mình không có quá nhiều cái điểm để mà mình chê, tại vì về cơ bản đây là một cái thiết bị rất ấn tượng. Và nếu như chỉ để nói riêng về cái phần thiết kế thôi thì mình khen có khi là khen cả ngày cũng được. Thế nhưng mà điện thoại chúng ta mua về đâu chỉ là để ngắm thôi, đúng không ạ? Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những phần tiếp theo, đó chính là về phần màn hình. Màn hình của máy hiện tại thì đang có kích thước là 5,6 inch. Chúng ta sẽ có hai màn hình 5,6 inch. Và màn hình này nó sẽ là màn hình AMOLED với một cái màu đen rất là sâu. Bên cạnh đó thì trong cái phần cài đặt ấy, thì anh em sẽ có tới hai chế độ để anh em có thể tùy chọn màn hình, hoặc là chế độ màu nó dịu dàng hoặc là màu nó rực rỡ hơn một chút. Tuy nhiên có một cái điểm mà mình muốn lưu ý với anh em ấy, thì đó chính là cái phần màn hình này thì anh em có thể thấy rằng nó không giống như là những cái điện thoại bình thường, mà cái màn hình của nó ấy, cái kích thước của nó sẽ dùng theo cái kiểu nó khá là vuông như này. Thành ra khi mà anh em sử dụng bằng một tay ấy, thì anh em sẽ thấy rằng là nó hơi cấn nhẹ, bởi vì là cái kích thước của cái máy nó cũng khá là dị mà nó không giống với lại những cái điện thoại nào trên thị trường cả. Tuy nhiên có một cái điểm nữa mà mình cũng muốn chia sẻ với anh em ấy, đó chính là cái viên màn hình của cái máy này. Đây anh em hãy tự chiêm ngưỡng. Đó, anh em thấy rõ chưa? Viền trên, viền dưới, viền trái, viền phải. Thế thì cái viền trái, viền phải ấy, thì nếu như mà nó dày thì mình còn có thể hiểu được, tại vì về cơ bản là chúng ta cũng không muốn vô tình chạm màn hình, đúng không ạ? Thế nhưng mà viền trên, viền dưới thì anh em có thể thấy rằng nó khá là thô. Và mình biết rằng là mình hơi khó tính, thế nhưng mà đã là năm 2020 rồi, và mình nghĩ rằng là Microsoft họ hoàn toàn có thể cho chúng ta có được một cái thiết kế nó mỏng hơn. Và nếu như mà cái màn hình này nó mà viền nó mỏng hơn nữa mà thì nhìn nó sẽ rất là sexy. Vậy thì có thể là anh em sẽ tự hỏi rằng là với một cái thiết bị đặc biệt và độc đáo như thế này thì chúng ta khi mà chúng ta trải nghiệm nó sẽ như thế nào đây? Thế thì đầu tiên là chúng ta sẽ đọc báo, và anh em sẽ thấy rằng với một cái thiết bị như thế này thì anh em hoàn toàn có thể làm tới hai việc một lúc. Anh em vừa có thể đọc báo mà anh em vừa có thể trả lời Gmail giống như mình đang làm đây. Đấy, nó rất là tiện lợi đúng không ạ? Thế cái phần thứ hai đó chính là xem YouTube, thì chúng ta sẽ có hai lựa chọn. Một cái lựa chọn đó chính là anh em có thể sử dụng nó một màn hình như thế này, hoặc là nếu như mà anh em muốn toàn màn hình ấy, thì anh em có thể là kéo nó ra. Đây, anh em kéo đa nhiệm này, sau anh kéo nó ra. Đó, thì chúng ta sẽ có được full screen. Tuy nhiên thì khi mà chúng ta sử dụng thì như mình đã nói ban nãy, nó sẽ có nguyên cả một cái giải nó chắn trước màn hình như này, và nó sẽ làm cho cái trải nghiệm của ta nó không tốt. Như vậy là chúng ta đã đọc báo rồi này, chúng ta đã xem YouTube rồi này, vậy thì khi mà chúng ta chơi game nó sẽ như thế nào đây? Các anh ở bên Surface VN đã tải cho mình một cái game Asphalt 8. Và đây, khi mà chúng ta chơi game ấy, thì như mình đã nói, chúng ta cũng sẽ có hai cái chế độ. Một là anh em có thể chơi theo kiểu là full màn hình như thế này, tuy nhiên thì chúng ta sẽ phải chấp nhận một cái là đấy, cái dọc đấy. Tuy nhiên thì anh em đừng vội lo lắng, bởi vì chúng ta hoàn toàn có thể có một cách khác. Đó chính là anh em có thể xoay cái màn hình này ra. Đó, và chúng ta sẽ chơi theo cái kiểu như thế này. Và cái phần màn hình phía trên thì chúng ta có thể là check Gmail hoặc là đọc báo cũng được luôn. Đấy, đa nhiệm mà, hai màn hình mà. Cái phần cấu hình nó lại là một trong những phần mà mình thấy khá đáng tiếc. Đó chính là thứ nhất, cái máy này chỉ được trang bị con chip là Snapdragon 855 mà thôi. Nó sẽ không được trang bị con chip là Snapdragon 865 cộng giống như là những chiếc flagship của năm nay. Mà cái mức giá của nó thì tất nhiên cũng không hề rẻ, 50 triệu cơ mà đúng không ạ? Và bên cạnh đó thì nó sẽ chỉ có là màn hình 60Hz thay vì là màn hình 120Hz hot trend hiện tại. Thực ra cái lý do thì mình nghĩ rằng cũng khá đơn giản thôi, tại vì là Microsoft họ đã mất khá thời gian để có thể nghiên cứu cũng như là phát triển cái máy này. Chứ thực ra là cái máy này là năm ngoái là đã ra mắt rồi, còn năm nay thì nó mới được hoàn chỉnh hơn mà thôi. Nhưng mà cái điều mà mình đáng tiếc nhất ấy, đó chính là nó chỉ có 6GB RAM với một thiết bị như thế này. Thì như mình đã nói ban đầu, đây là một thiết bị để chúng ta có thể sử dụng nhiều ứng dụng, để chúng ta có thể đa nhiệm, để chúng ta có thể làm việc này, làm việc kia một lúc. Thế nhưng mà nó chỉ có 6GB RAM. Và mình nghĩ rằng Microsoft với một thiết bị như này nên có cho mình ít nhất phải là 8GB hoặc là 12GB RAM. Bởi vì là 6GB RAM có thể là nó sẽ đủ với lại những cái thiết bị Android bình thường. Tuy nhiên đây là một cái thiết bị rất đặc biệt với một cái lý do được sản xuất ra để có thể đa nhiệm, thì 6GB RAM mình vẫn còn thấy là ít. Thế thì đấy là về cái phần cứng. Còn về phần mềm thì mình thấy rằng nó vẫn còn khá nhiều vấn đề. Cụ thể là nhiều ứng dụng nó vẫn chưa được tối ưu cho cái máy này là cái thứ nhất. Cái thứ hai là khi mà chúng ta trải nghiệm ấy, thì nhiều khi nó vẫn sẽ có hiện tượng là giật lag. Mình nghĩ rằng cái phần mềm nó là cái vấn đề rất là quan trọng của Microsoft với chiếc máy này thôi. Còn phần cứng thì mình thấy rằng họ đã làm quá tốt rồi. Và mình nghĩ rằng là cái software thì Microsoft họ hoàn toàn có thể giải quyết được, tại vì họ là Microsoft mà.
Thế thì đó là về cái máy. Còn bên trong hộp thì chúng ta sẽ có những cái gì đây? Bên trong hộp thì chúng ta, đây, hộp thì nó sẽ như thế này. Nhìn nó rất là đơn giản luôn. Bên ngoài chúng ta sẽ có sản phẩm, và bên trong thì họ sẽ tặng cho chúng ta sách hướng dẫn sử dụng này. Chúng ta sẽ có cáp sạc này. Đây, đây sẽ là cáp sạc. Đó, ui, cái sợi dây cáp sạc nó dài vai trường anh em ạ. Nhìn này, nó không phải là dây cáp sạc điện thoại đâu, mà nó giống kiểu là cáp sạc cho máy tính ấy. Vậy thì trong video ngày hôm nay mình đã chia sẻ với anh em về những cái trải nghiệm đầu tiên của mình với lại chiếc Surface Duo. Đây là một chiếc máy rất đặc biệt, mình có thể khẳng định lại với anh em, đây là một trong những chiếc máy cực kỳ thú vị và mình cảm thấy cực kỳ thích khi mà mình trên tay cái máy này. Đó. Tuy nhiên thì cái vấn đề như mình đã nói đó chính là về cái phần mềm cũng như là Microsoft, mình nghĩ rằng họ nên tối ưu tốt hơn mà thôi. Thế nhưng mà anh em đừng vội nói rằng đây là một cái sản phẩm thất bại nhé. Tại vì là Microsoft ấy, họ đã mất rất nhiều thời gian, họ đã bỏ rất nhiều công sức vào chiếc máy này. Và thêm một cái điều nữa cũng khá thú vị, đó chính là cái máy này ấy, nó sẽ chạy Android. Điều này đồng nghĩa với việc rằng là Microsoft họ không muốn đi vào vết xe đổ của Windows Phone ngày xưa. Và mình nghĩ rằng là trong tương lai Microsoft có thể sản xuất cũng như là phát triển ra những chiếc máy nó thậm chí nó còn tốt hơn thế này. Vậy còn anh em thì sao? Anh em nghĩ sao về chiếc máy này thì anh em hãy comment phía bên dưới nhé. Và đừng quên là hãy bấm like, share và subscribe kênh YouTube của anh em TV, bởi vì bọn mình sắp được 800.000 sub rồi. Và nếu như có bất kỳ những sản phẩm nào mới, những sản phẩm nào hot thì bọn mình cũng sẽ ngay lập tức chia sẻ với anh em. Còn bây giờ xin chào và hẹn lại anh em trong những video tiếp theo. Đây là Hải Chiều. Bye bye.